Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Vâng, kính thưa quý vị, nếu mà ai lớn tuổi đọc cái status của cái anh bạn thờ, anh hai bạn thờ đó các bạn, thì có lẽ sẽ lên tầng sông máu liền. Không ngờ rằng cái tình nghĩa mấy mươi năm mà ba Vũ Linh đã chiều dắt một người không ai biết đến, một người thích hát cải lương nhưng không có cơ hội để bước chân vào sân khấu. Nhờ có thầy Bạch Long, rồi nhờ có Banu Vũ Linh mới được thăng tiến sự nghiệp bây giờ. Thế mà một câu phũ phàng khi viết một cái status và nói với Hồng Loan rằng là anh với em cũng đều là con nuôi, một sự bất nhẫn thôi các bạn ha. Nó là một tính chất con người rồi. Và PS còn viết thêm một câu nữa: tôi chưa bao giờ nói Hồng Loan là con ruột. Anh có cần phải nặng tay như thế không? Tôi nghĩ rằng đã đến mức độ này rồi, nặng tay hay nhẹ tay đối với anh bạn thờ này nó không nghĩa lý gì cả. Anh thiếu nợ rất nhiều. Trước khi đến với lại bông hậu Le Le thì có lẽ là nợ anh cũng chồng chất lắm, cho nên phải nhờ bông hậu này giải phóng dùng một chút xíu mặt bằng. Chứ theo thông tin thì chúng ta cũng biết rằng anh hai bàn thờ này nói một chút xíu thì thẳng cũng không thẳng, mà ngay nó cũng không ngay đâu các bạn ha. Cái chuyện đó của họ thì chúng ta không cần đếm xỉa tới. Nhưng mà chúng ta muốn nói đến những ngày hôm nay nè. Thật ra chúng ta nghe rất nhiều hai bên. Bên này thì nói như thế này, bên kia thì nói như thế nọ. Ai cũng dành cái phần đúng cho nhau chứ. Dĩ nhiên rồi. Ví dụ chính mình là dù khán giả đi, hay hoặc là mình là YouTuber đi, mình cũng muốn bên dịch cho cái lẽ phải. Nhiều khi mình bên dịch cho cái sai cái quấy, nhưng mà mình cũng vẫn khăng khăng và nói rằng cái người đó đúng, mặc dù người đó 100% là sai. Kể từ đây anh hai bàn thờ coi như là sự nghiệp tan tầm theo mây khói, tôi dám chắc với quý vị vậy luôn. Từ khi mà anh hai có cái thái độ một chút rồi nhiều người nhìn ra, nhưng mà chúng ta một số người vẫn thương mến, chẳng hạn như là tôi đi, tôi vẫn nghĩ rằng không đến nỗi nào đâu. Lúc trước 7-8 tháng về trước khi chúng ta nghe cái đoạn thâu băng thì chúng ta cũng nghĩ rằng thôi, người ở trong nhà chắc có lẽ họ bằng mặt không bằng lòng với một chút xíu từ gì đó. Rồi bây giờ họ giải bài với lại một người khác, nhưng mà không ngờ người khác thâu âm. Nhưng mà nó không phải là như thế nữa các bạn. Bây giờ chuyện nó lộ ra rành rành. Những con người phản phúc đến với lại gia đình của Hồng Loan vì trục lợi không. Phải nói rằng là cố nghệ sĩ thì có tài, có tâm, có đức, nhưng mà xung quanh của ông ấy lại có những cái con người như vậy. Khi mà ông ấy mới vừa nằm xuống, nó lộ lên hết liền. Từ người này tới người kia, cho tới người nọ, từ người thân cho tới người hơi thân, và có những người không thân nữa. Có một số khán giả thì nói rằng là nhân cái dịp này thì Phản Phúc Lùng là Thám Tư Lùng, các bạn, nó sẽ thừa cơ hội này tấn công Hồng Loan. Thừa cơ hội gì nữa, hắn tấn công Hồng Loan từ bao lâu nay rồi mà, chứ đâu phải là mới đây đâu. Ngày nào cũng gì mà cũng tru tréo cái căn nhà số 5 thì không dám nói căn nhà số 5 đi, bây giờ né né nói căn nhà số 4 và gọi ni bằng những cái tên mà khiếm nhã đó, cũng giống như Hồng Loan vậy. Hắn ngày nào mà không làm như vậy, đó là cái mồi ngon, cái đó là cái chén cơm manh áo của hắn mà. Nếu mà hắn không nói thì hắn sẽ không có tiền để ăn. Cho nên hắn ngày nào cũng nói như vậy, mà cũng có một đàn gà vẫn theo
và để nghe hắn nói. Tôi không hiểu là hắn chạy view hay là có người nghe thật hay không, mà tôi thấy cũng lạ đấy. Những cái dữ liệu, những cái gì hắn nói ra đâu có cái nào là sự thật đâu các bạn. Toàn là tìm kiếm trên Facebook và đưa ra những cái nhận định không bao giờ có sự thật hết. Hắn nâng cái quan điểm của hắn lên và lúc nào cũng cho mình là cái người mà ở nhà nhưng có thể điều tra được xuyên quốc gia, Mã Lai, Úc. Không chừng cái vụ mà ám sát tổng thống Donald Trump này hắn cũng điều tra được luôn á. Hắn biết là ai là cái người mà chủ mưu cho cái tên Crooks này ám sát ông Trump. Không chừng hắn biết luôn đó các bạn, tại vì hắn giỏi lắm. Hắn rất biết đủ thứ hết, chỉ có cái biết điều là không biết thôi. Những người phản phúc họ sẽ gặp với nhau trên một cái tần số nào đó, như là anh hai bàn thờ này, phản phúc lùng này. Rồi tới cái tên đạo diễn Xà Beng nè, sau nào thì rau đó. Trước đó thì chúng ta cũng thấy rằng Ni và Hồng Loan và Việt Bân thì Trí Cảnh nó cũng vậy, đại khái là những người đó lên tiếng cái bằng là tát tay với họ, những người bên kia thì không sao. Nhưng mà từ khi mà anh hai bàn thờ đi chung với lại Bông Hậu, là những cái Facebook của những người mà có tiếng nói công tâm dành lẽ phải cho Hồng Loan thì bị bay màu. Ai ra tay, ai quen với truyền thông nhiều nhất các bạn, ai đã từng dùng truyền thông để PR cho mình, ai đã từng dùng truyền thông để kiếm cơm, ai đã từng nhờ truyền thông đạt được cái nút bạc trong vòng có mấy ngày thôi, trong khi đó đăng giọng cổ nhạc biết bao nhiêu năm mà có được mấy chục ngàn sub thôi, nhưng nhờ cha nuôi của mình thì đạt được nút bạc liền. Rồi sau đó thì sao, trên cái danh nghĩa là ủng hộ em gái mình nhưng dẫn em gái của mình lên trên ngôi mộ, tại vì mình đang bị tấn công, hàng loạt người tấn công và nói rằng mình ăn trên xác của cha nuôi nhờ quay phim này kia nọ. Kênh YouTube của mình bảo em gái của mình lấy cái hợp đồng của cái cô Hồng Phượng, ký hợp đồng với BH Media để chứng minh rằng mình là người trong sạch. Anh hai khôn ghê, anh hai rất thông minh, không có gì ha, lợi dụng em của mình làm những chuyện đó. Sau đó anh hai còn lúc nào cũng nói rằng là có cái gì thì gọi cho anh hai, có cái gì thì nhớ gọi cho anh hai. Nhưng mà khi gọi anh hai thì anh hai biền biệt vô âm tính, anh hai lấy diễn cớ này diễn cớ kia, nhất là đụng tới tiền bạc, mặc dù nó không có đáng là bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết được cái bên ngoài nó hào nhoáng nhưng bên trong nó rỗng toét hết, và tại anh hai còn thiếu nợ rất nhiều người. Ngay cả đám tang mà cũng có người lại mượn nợ, đòi nợ anh hai, đi phải mượn nợ nha, anh hai mượn nợ người ta lại đòi nữa. Lợi dụng em gái của mình để PR cho chính bản thân của mình, rồi sau đó ra MV với em gái của mình nói rằng mình là người ơn dạy em gái cắp tóc hát, dạy sắm đồ mua đồ để kia nọ, dẫn em gái mình vô trên con đường ca nhạc nghệ thuật. Nhưng mà những cái MV ra thì để lên trên kênh của mình, chứ không phải giống như Nguyên Vũ làm tất cả chỉ vì Hồng Loan, lập cho Hồng Loan một cái kênh YouTube nữa. Còn anh hai này có không? Không, sợ nếu mà để lên trên kênh của Hồng Loan xong thì ai coi anh hai nữa, phải không các bạn? Anh hai nếu mà một người có trách nhiệm đấy các bạn, một người thương em mình các bạn, tôi nghĩ như thế này các bạn có nghĩ đúng không ha? Quay một cái MV em của mình không có YouTube mà em của mình lúc đó thì cái Facebook đó cũng bị đăng trên bên lắm, rồi nhiều người cũng vào đó để cướp đơn nữa. Mình quay MV theo đúng cái bản chất của một người anh có trách nhiệm và thương em mình đã, thì sao quý vị? Để cái MV đó trên kênh của Hồng Loan, lập cho Hồng Loan một cái kênh YouTube liền, phải không các bạn ha? Phải không? Để cho em mình có kênh YouTube để livestream, vừa bán hàng và có thể giao lưu với khán giả đó. Nhưng không,
anh hai bàn thờ này để lên trên của anh ấy, chứ đâu phải là cho em mình. Khi mà Hồng Loan có cái kênh YouTube đầu tiên đem những bài hát vào thì bị đánh sập liền. Ai đánh vậy ta? Bộ để lên trên kênh YouTube của Hồng Loan có ảnh hưởng đến anh hai bàn thờ nhiều lắm phải không? Để lên trên kênh của Hồng Loan sao để lên trên của anh hai bàn thờ vậy mà không được nữa các bạn. Phải để lên trên của anh hai bàn thờ trước. Thì quý vị ta thấy rằng cái con người này bủn xỉn như thế nào. Bủn xỉn đến nỗi mà Huy Sang, Ni và Hồng Loan lợi quay có những cái bài hát như là Ngài Không Em này kia nọ, lấy người ta 40 triệu các bạn. Trong vì yêu thương mà đến các bạn. 40 triệu rồi để lên trên kênh ai vậy? Sẵn đây thì nhắc luôn, Ni cũng đã có nói rồi, ra Mũi Né hay là Ninh Thuận hay là Mũi Né, tôi nghĩ là chắc Mũi Né hả, quay video quảng cáo cho cái resort, xong đó ngửa tay lấy 10 triệu của Huy Sang, 200 đô của Linh Tý và Bích Trâm. Cái gì nó cũng tiền bạc hết trơn các bạn. Đối với những người này, vừa đi quảng cáo cho họ mà họ còn lấy tiền người ta nữa, thì các bạn đã thấy anh hai bàn thờ này tốc độ cũng ghê gớm lắm, phải chơi đâu, không phải dạng vừa đâu các bạn ha. Ra lệnh cho lính của mình chửi Má Tư, tấn công Ni, bêm Hồng Loan. Không có cái gì mà từ hồi anh hai bàn thờ này cặp với Bông Hậu, một cái cô mà phải nói rằng là cái xã hội này khinh bỉ, một cô trà xanh trước đó làm cái nghề gì thì để Phương ăn bánh tét kể cho nghe. Có những cử chỉ rất là khiếm nhã trên sân khấu và ở ngoài, hai người giống như là phải nói rằng nó dị hộm. Những con người lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, với lại cái thái độ mà trịch thượng ta đây coi thường pháp luật. Ý là mình có tiền, muốn chửi ai chửi, muốn nói gì nói. Nhất là cái cô Bông Hậu đó. Các bạn còn nhớ ai mà lại làm ra cái chỗ của Bông Hậu thì như thế nào? Có chuyện xảy ra liền. Ai lại đó cũng bị hết trơn nha. Quý vị nhớ lại coi, những người nào mà đến đó làm răng là đều có chuyện xảy ra cho nên nghe, không phải răng phong thủy đâu. Và cái giá mà làm răng ở chỗ đó thì phải nói rằng đắt gấp mấy lần những chỗ khác. Các bạn có thể đến Anna Dental, đường 3 tháng 2, nếu mà tôi nhớ không lầm là số 30 đường 3 tháng 2. Ngay cái ngã 6 gì đó các bạn, không biết phải là ngã 6 Cộng Hòa không, tôi quên nè. Nhưng mà đó, ở đó là cái người mà điều hành là Dung Văn Dung Vẻ đó các bạn, đệ tử của Khương Dừa. Nhiều người đến đó làm răng, ngay cả bà xã tôi và tôi cũng đến đó cũng làm răng ở đó luôn nè. Mỗi lần về là kiểm tra răng, làm răng đó. Và giá cả thì rất là phải chăng. Quay trở lại với lại anh hai, hai mặt này. Đọc những cái status mà người ấy viết cho Hồng Loan, tôi thấy nó thậm tệ. Một người thông minh thì sẽ không làm những hành động đó các bạn. Đây là chỉ những con người tính chất bốc đồng, ích kỷ, lại nhỏ mọn. Rất là nhỏ mọn luôn, mới viết những cái lời lẽ học hành và nó không được thông minh. Tại vì những cái lời lẽ anh hai bạn thờ viết trong đó, chẳng hạn như là anh và em cũng là con nuôi, rồi ở dưới đề những câu như là tôi chưa bao giờ nói Hồng Loan là con ruột, nó đã đưa anh vào lòng đất luôn rồi. Tất cả các nghệ sĩ ở Việt Nam, nhất là giọng cổ cải lương Hồ Quảng các bạn, sẽ tách rời anh hai bạn thờ này qua ra chỗ khác liền. Họ chỉ có thể chào hỏi, giao lưu, nhưng mà không thể nào
mà lại gần anh hai này nữa. Họ không chơi thân được nữa và biết được cái tấm tính của anh hai này rồi. Một con người phản phúc, một con người phản phúc không có trách nhiệm mà còn đẩy em mình lên bàn thờ nữa, thì các bạn biết những con người này là họ chơi với ai, là họ có thể phản tất cả. Đối với họ, tiền bạc, địa vị, danh vọng là trên hết, chứ không phải là tình thân. Có một khán giả họ viết rằng ba nuôi mất thì chạy về để tang liền, tưởng là có hiếu nhưng thật ra cũng chỉ là PR cho bản thân của mình thôi, chứ mẹ ruột mất thì đổ thừa là cái này cái kia cái nọ, không về để tang. Mẹ ruột của mình mà không để tang nhưng mà đi để tang cha nuôi. Khán giả nói gì thôi, còn có hay không thì phải còn xét lại thôi các bạn ha. Hơn một năm nay, và nói thật sự cái drama sóng gió gia tộc này nó biến tướng rất là nhiều. Có người đến rồi phản bội, có người chưa kịp đến đã phản phúc rồi. Đa số họ đến và họ quay xe những người đó là họ không thấy gì cái lợi lộc gì của họ được nữa. Khi mà họ không có lợi nữa là họ bắt đầu kiếm chuyện rồi để quay xe. Tôi thấy Học Loan đối với lại người anh hai bàn thờ này xin lỗi quý vị, mời quý vị một ly đá chanh nha. Quý vị đọc lại những cái status hay là những cái mà tin nhắn của Hồng Loan nhắn cho anh hai mặt này. Điều tôn kính, không có lời nào mà tôi thấy là tỏ vẻ là bất mãn hay là xéo sắc với anh hai. Nhưng còn anh hai để lại những cái tin nhắn, những cái status trên Facebook, trên mạng xã hội dành cho Hồng Loan như thế nào? Đá xéo, nói người ta không có dạy. Còn anh hai có dạy quá mà nói chuyện với người này người kia toàn là mày với tao, mày với tao. Gỡ xuống cái mặt nạ đi, nhất là đừng có xài app quá. Xài app quá rất kinh khủng luôn á. Khi mà rửa mặt rồi nhìn không giống ai hết trơn, phải không các bạn? Đó, anh hai nhiều mặt lắm. Khi đánh phấn là một mặt khác, không đánh phấn là một mặt khác. Khi mà có bông hậu ủng hộ ở bên mình, dùng cái thế lực của cô bông hậu này với tiền tài thì bắt đầu có những cái thái độ trật thường. Còn không có đó thì anh hai lại dùng chiêu cuối lòng. Rất nhiều người đến bây giờ họ đã nhìn ra anh hai có rất là nhiều gương mặt khác nhau. Rất tiếc, Hồng Loan lúc trước mấy mươi năm rồi chứ tôn kính anh hai như là anh ruột của mình. Bao nhiêu chuyện cũng nói cho anh hai biết. Đối với Hồng Loan, anh hai là cô thương ai, cô thương thật lòng. Như là một người anh ruột của mình. Cái gì cũng là anh hai, cái gì cũng nói anh lên anh hai. Lên luôn cả khi mà biết status cũng nói với lại cộng đồng mạng, khán giả đừng có tấn công anh hai nữa, dẫu sao anh ấy cũng là anh hai của em. Nhưng mà anh hai thì sao? Không. Còn muốn nói những cái chuyện không phải đối với em mình nữa. Tôi còn nhớ cái câu đó hoài, tôi đọc mà tôi thấy nó thấm lắm, Học Loan thấm lắm. Thấm nhất, chua xót cái vì tiền và cái tanh của lòng người. Em và anh cũng là con nuôi. Tôi chưa bao giờ nói Hồng Loan là con ruột. Có nhiều bạn thì nói rằng tại sao cô Sáu nói rằng 89 chưa chắc là thắng, phút 90 còn cộng nữa mà. Có nhiều người thì lo lắng rằng anh hai bàn thờ này sẽ làm nhân chứng cho bên cô Sáu. Không, tôi dám chắc là không dám đâu. Nếu mà
cái con người này mà dám ra làm chứng về phía bên cô Xá Bào á, làm chứng cái gì mà ví dụ như làm chứng nói rằng là giữa con nuôi con ruột gì đó, không phải là 100.000 khán giả quay lưng đâu, hàng triệu khán giả trong và ngoài nước sẽ quay mặt với anh hai liền, cái rụp liền. Và kể như nghề nghiệp của anh hai, hai mặt này tới đây là bế mạc liền. Vì ai cũng biết rằng cô Sáu là có một người tham lam sân si, ở nhờ cho đồ nhà. Mà bây giờ anh hai bàn thờ đi theo cô Sáu nữa thì sâu đầu đâu đó. Không các bạn. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì anh hai bàn thờ nếu mà làm nhân chứng thì có mạnh bằng má Tư Quốc Thanh không? Tại vì má Tư Quốc Thanh chính là cái người đem Hồng Loan về, ẵm Hồng Loan trên tay đem Hồng Loan về. Giá trị sống, giá trị của người nhân chứng giữa anh hai mặt đó và má Tư Quốc Thanh, ai mạnh hơn, ai đúng hơn, phải không các bạn? Cho nên về cái điểm này thì tôi cũng không lo gì mấy. Tôi dám chắc anh hai mặt này không dám ra thẳng thắn trực tiếp mà nói tôi đứng vào bên cho Xá Bào lắm, không dám đâu, tôi nghĩ chắc không dám. Chuyện gì đó cũng có thể xảy ra, nhưng mà tôi nghĩ là chắc không dám đâu. Các bạn đừng lo về chuyện đó. Còn cái Phản Phúc Lùng mà nó tấn công lo thì nó tấn công hoài à, chứ không phải là lựa cái dịp này mà nó tấn công đâu. Còn ai quay xe nữa đi thì làm một lần nữa để chúng ta biết được hết, dễ dàng hơn các bạn ha, để chúng ta có thể nói chuyện với nhau nó dễ. Chứ lâu lâu thập thòn em, lâu lâu thập thòn em mà cũng thấy hơi mệt nữa. Còn phim hay, sẽ còn phim hay nữa các bạn. Tôi dám nói với các bạn là Ni còn có những đoạn ghi âm mà để cho anh hai này sáng mắt ra. Những việc làm của anh đã sai, không biết sai từ hồi đó thì nói Hồng Phượng sai mà không biết sai chỗ nào. Anh hai bàn thờ này muốn đưa người ta lên bàn thờ, nhưng chính anh hai bàn thờ này là dẫm một bước chân lên bàn thờ rồi đó. Từ cái sai này sẽ qua cái sai khác, rồi từ tiếp diễn hết, để coi khi mà thân bại danh liệt, Bông Hậu nó còn đứng kế bên hay không, hay là nó đạp cho một đạp đi luôn. Nên nhớ rằng Bông Hậu này cũng vì lợi mà đến thôi. Phim 30 tỷ, mua nhà 10 tỷ, toàn là láo phét không à. Hồi đó nó ủng hộ cho Hồ Văn Cường, rồi bao nhiêu tiền bao nhiêu bạc cũng là phét không à, nói không à, chứ có bao giờ làm được chuyện gì đâu. Nguyên Vũ mới là người thật tình, nói là làm. Nhiều khi không nói, Nguyên Vũ cũng đã làm rồi, để giúp đỡ cho con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi ngưỡng mộ người này, ngưỡng mộ má Tư Quốc Thanh, Huy Sang, vợ chồng Huy Sang, vợ chồng Linh Tý. Và cũng mến, phải nói thật sự là em Võ Việt Băng, Trí Cảnh và những anh em YouTuber trước cửa nhà của Hồng Loan bao nhiêu năm tháng nay, nắng mưa gì cũng vậy, tới lui không bao giờ thay đổi tấm lòng của mình. Cũng gần đến ngày mà ra tòa được bằng, chúng ta hãy giữ niềm tin. Thượng Phương Bảo Kiếm còn nắm trong tay của Ni và Nguyên Vũ. Đó là cái vấn đề mà họ sợ nhất đó các bạn. Làm sao thắng nổi đây? Tòa ở ngoài Hà Nội đã tuyên rồi, chỉ cần chờ tòa ở trong đây thôi. Tất cả đều hợp pháp hợp lệ hết. Tôi tự hỏi các bạn, họ thắng cái gì, họ lấy cái gì mà họ thắng Hồng Loan đây? Mà nói nha, nhiều người cũng có một cái tâm tư như thế này. Nếu mà Xá Bào mà thắng thì cả xã hội này loạn liền. Có thể là phiên tòa ở Việt Nam người ta lấy cái này làm tiền đề để răn đe những kẻ tham lam sau này, không có còn dám nghĩ tới ở nhờ mà đòi nhà. Những con người không làm mà muốn có ăn đó các bạn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ trong câu chuyện mà nó đang lên tới cái hồi mà gai cấn nhất. Và Ni cũng đã viết một cái star suit để dằn mặt anh hai rồi đấy. Nếu mà anh muốn sẽ còn có nữa. Câu chuyện này chưa lắng xuống đâu. Tôi biết rằng là sẽ còn lên cao trào nữa.
Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Xin chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào ạ.